việc xin hội đồng hương xin cứu đoàn thứ nhất. Chúng tôi xin thông báo hiện tại có bác Nguyễn Hữu Dịch 88 tuổi bị lạc người thân. Mình đừng cố quá, lặng quá, xem tưởng kỳ cố quá chập thành quá cố với cái chợ. Một màn thi đấu rất là kịch tính. Rồi cho em hỏi, câu hỏi thứ nhất, ai là người uống nhanh nhất? Áo vàng. Áo vàng nhanh nhất. Nhưng dây áo. Dây áo một triệu tỷ. Chết rồi. Anh uống còn chưa tới thì dây là hết lên rồi. Nhưng mà dây áo một giọt bia rồi bị rất tuyệt vời các bạn á. Tiếc rất là tiếc. Quay.